Cục Cảnh sát Hình sự đã di lý Nhâm Hoàng Khang về trụ sở Bộ Công an phía Nam. Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải liên quan đến Nhâm Hoàng Khang. Bắt nguyên chủ tịch, cán bộ địa chính xã ở Nghệ An làm giả hồ sơ đất. Con trai ngăn cản phẫu thuật tử thi mẹ, công an vào cuộc lật tẩy tội ác được che giấu diễn biến nóng vụ dân quân diễn biến nóng vụ dân quân xô sát với người dân tại chốt kiểm soát dịch Huyền Trang rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong bản tin tối trên kênh Báo Dân Việt cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình an ninh trật tự trong 24 giờ vừa qua vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình còn sau đây mời quý vị đến với những tin tức đầu tiên Thưa quý vị, mới đây, theo một nguồn tin cho biết, Nhâm Hoàng Khang không chỉ liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản mà còn bị điều tra làm rõ một số vấn đề khác. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ngày mùng 5 tháng 10, cục cảnh sát hình sự C02 đã tiến hành di lý bị can Nhâm Hoàng Khang về trụ sở của Bộ Công an phía Nam tại quận 1 để tiếp tục tiến hành điều tra, Trước đó vào ngày mùng 4 tháng 10, Cục C02 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nhâm Hoàng Khang, 34 tuổi, ngụ tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra mở rộng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, Nhâm Hoàng Khang đã có hành vi đột nhập vào trang web liên quan hoạt động cờ bạc. Với trình độ tiên học cao, Khang đã đột nhập nắm các dữ liệu bằng chứng của trang web rồi quay sang đe dọa tố cáo các sai phạm đến cơ quan chức năng. Khang buộc chủ nhân trang web sai phạm nói trên phải chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau nhiều lần bàn bạc, Khang đồng ý nhận 400 triệu đồng và tiền đã được chuyển. Từ đơn tố cáo tội phạm tháng 7 năm 2021, Cục C02 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an đã làm rõ nội dung. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện Khang có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt 400 triệu đồng của nạn nhân nên khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Ngoài ra thì công an đang làm rõ các hành vi khác có liên quan đến Khang lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức cá nhân, Khang đã đột nhập lấy trộm thông tin. Do vậy, khi nhận được đơn tố cáo, Cục C02 nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác để thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải cho phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật ngày mùng 5 tháng 10, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn tố cáo của ông Trần Đức Hải, tức nghệ sĩ Đức Hải, về việc bị một đối tượng nạc danh uy hiếp và xâm phạm trái phép tài khoản Facebook của ông, yêu cầu chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nhâm Hoàng Khang tại ngân hàng Á Châu cho phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao PA05 công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trước đó, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn tố cáo của nghệ sĩ Đức Hải theo nội dung đơn thì nghệ sĩ Đức Hải liên quan đến nội dung trên. Sau khi xem xét nội dung đơn tố cáo, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển đơn tố cáo của ông Đức Hải tới cho phòng PA05 công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, nguyên chủ tịch xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An và cán bộ địa chính xã này bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra liên quan đến sai phạm trong đất đai ngày mùng 5 tháng 10, theo tin từ công an huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Đình Hải sinh năm 1965, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong và Nguyễn Hồng Đức sinh năm 1978, cán bộ địa chính xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc để điều tra về sai phạm đất đai. Được biết Nguyễn Đình Hải và Nguyễn Hồng Đức bị bắt do liên quan đến sai phạm đất đai trong giải phóng mặt bằng đền bù tái định cư ở dự án Đại lộ Vinh Cửa Lò. Trước đó năm 2020, liên quan đến sai phạm xác định không đúng nguồn gốc sử dụng đất khi cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trên địa bàn, ông Nguyễn Đình Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Phong đã bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Một số cán bộ liên quan cũng đã bị xử lý kỷ luật. Hiện công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Văn Dành, sinh năm 1991, chú xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi giết người. Trước đó vào ngày mùng 3 tháng 10, người dân xã Sơn Thành phát hiện bà Đinh Thị Sai sinh năm 1962, mẹ của Dành đang nằm bất động bên đường quốc lộ 24B. Bà Sai khi được phát hiện đang trong tình trạng hấp hối. Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng bà đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Công an huyện Sơn Hà sau đó đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi, viện kiểm sát, chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, dành cho rằng bà Sai say rượu tự ngã chết nên ngăn cản, không đồng ý cho lực lượng chức năng giải phẫu tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết. Công an tỉnh Quảng Ngãi phải thuyết phục, giải thích cho gia đình bà Sai mới nhận được sự đồng ý. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng đầu bà Sai có một vết thương sắc gọn. Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định bà bị người khác tấn công chứ không phải tự ngã. Tiếp tục điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện Dành có nhiều biểu hiện nghi vấn nên triệu tập làm rõ. Lúc này, Dành khai nhận đã sát hại mẹ ruột của mình. Theo đó, vào ngày 2 tháng 10, dành sau khi làm việc đã uống rượu với những người làm chung và về nhà lúc 21 giờ 30 Bà Sai lúc này say rượu nên chỉ bới đòi đuổi dành ra khỏi nhà. Dành bực tức lấy con dao chém một nhát vào vùng đầu. Người mẹ sau khi bị chém đã bỏ đi khỏi nhà cho đến khi được phát hiện và tử vong. Đại tá Vũ Văn Điền, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ việc trên mạng xuất hiện clip hai người mặc áo dân quân và bảo vệ khu phố xô xát với người dân. Sáng ngày 5 tháng 10, Đại tá Vũ Văn Điển, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đã thông tin với dân Việt rằng đơn vị đã xác minh và xác định vào trưa ngày 4 tháng 10 có một người dân tên là N đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 để giao đồ cho người thân thì lén leo rào vào bên trong bất chấp quy định phòng dịch nên bị ngăn cản. Khi bị ngăn cản, người này bất ngờ ném đá vào chốt kiểm dịch nên cán bộ chốt đã tổ chức vây bắt. Quá trình vây bắt, hai bên xảy ra sâu sát qua lại dẫn đến việc người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội. Chúng tôi đã tạm đình chỉ công tác dân quân và bảo vệ dân phố trong clip sâu sát với người dân, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc qua công an để xử lý hành vi chống người thi hành công vụ đối với người dân trong vụ việc. Ông Điền nói với người trên. Trong khi đó, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xác nhận với dân Việt đã yêu cầu các đơn vị cần phải chấn chỉnh, nhắc nhở lực lượng làm nhiệm vụ, mặc dù người dân sai trước nhưng hành vi đánh dân là không được. Trước đó, Vietnamnet dẫn nguồn tin từ công an thành phố Biên Hòa cho biết, nguyên nhân vụ việc tương tự với những gì đại tá Điền trả lời trên. Lực lượng công an sau đó đã đưa người dân đi khám nhưng không bị thương tích. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cũng cho nguồn trên biết, vụ việc xảy ra tại phường Long Bình và yêu cầu lãnh đạo phường báo cáo nội dung. Theo tìm hiểu của phóng viên người lao động, sự việc xảy ra trên đường Yên Thế gần chợ K860, khu vực phường Long Bình, thành phố Biên Hòa. Theo clip, giữa hai người dân và nhóm mặc áo dân phòng, dân quân đã có cửa cái lớn tiếng với nhau. Sau đó, nhóm dân phòng, dân quân và người dân cả hai bên đã xảy ra xô xát ẩu đả. Đoạn clip đưa lên mạng gây bức xúc dư luận, nhiều người tỏ ra bất bình với hành động của những người mặc áo dân phòng, dân quân. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công chuyên án 921T, bắt một đối tượng, thu giữ 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều giấy tờ vật chứng có liên quan. Sau một thời gian điều tra, xác minh ngày 4 tháng 10, tại khu vực Bản Hồi Khương, xã Vàng Đán, lực lượng công an huyện Nậm Pồ đã phá thành công chuyên án 921T, bắt quả tang đối tượng Giàng Chữ Vàng, sinh năm 1962, trú tại Bản Trên Nương, xã Nà Bùng, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét người đối tượng, lực lượng công an thu giữ 30 túi ni lông màu xanh, bên trong có chứa 6.000 viên ma túy tổng hợp, 90 gam nhựa thuốc viện và nhiều giấy tờ có liên quan. Tại cơ quan công an giàng chữ vàng khai nhận mua số ma túy trên tại khu vực biên giới Việt Lào về bán kiếm lời. Sau khi va chạm với xe tải, ô tô con bị biến dạng, lật ngửa trên đường khiến ba thanh niên tử vong, hai người bị thương. Người dân có mặt tại hiện trường cho biết có hai nạn nhân bị văng ra ngoài, một số người mắc kẹt trong xe. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân cùng lực lượng chức năng đã giải cứu, đưa những người mắc kẹt bên trong ra ngoài. Theo báo cáo, khoảng 14 giờ 30 phút vào chiều ngày 4 tháng 10, chiếc ô tô con 4 chỗ mang biển số 98A20633 chở theo 6 người di chuyển trên tỉnh lộ 285 theo hướng xã Trung Chính, huyện Lương Tài, đi xã Phú Hòa, huyện Lương Tài. Khi đến khu vực ngã tư cầu Táo Đôi, đoạn giáp danh giữa xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài thì xảy ra va chạm với xe tải mang biển số 99C14512 di chuyển qua ngã tư theo hướng về xã Lai Hạ, huyện Lương Tài. Trên xe có một tài xế. Vụ việc khiến hai người tử vong tại chỗ, bốn người bị thương được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân đều là người trên xe ô tô con, hiện chưa xác định rõ danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lương Tài cho biết, sau khi được đưa đi cấp cứu do vết thương quá nặng nên một nạn nhân đã tử vong. Mặc dù lực lượng chức năng chưa công bố danh tính các nạn nhân, nhưng trên mạng xã hội, người thân và người hâm mộ đang bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của một YouTuber, Facebooker nổi tiếng được cho là nạn nhân trong vụ tai nạn kể trên. Công an huyện Lương Tài đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày trên kênh Dân Việt của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo đó, cơ quan công an đã bắt Thạch Tấn Hải, sinh năm 1987, chú tại ấp Tân Đông, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Hải là đối tượng có lợi truy nát đặc biệt nguy hiểm về tội cướp tài sản. Theo hồ sơ, năm 2012, Thạch Tấn Hải cùng với hai đồng phạm khác thực hiện hành vi cướp tài sản của chị BTHN ở tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi thực hiện cướp tài sản, Hải được cho 1 triệu đồng. Ngày 21 tháng 5 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đã khởi tố vụ án và đã bắt tạm giam hai đồng phạm của Hải. Riêng Hải thì bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 17 tháng 8 năm 2012, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Châu Đốc đã ra quyết định số 05 qđ chuyên án đặc biệt nguy hiểm đối với Thạch Tấn Hải về tội cướp tài sản. Sau khi bỏ trốn, Hải đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã của cơ quan công an. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ được Thạch Tấn Hải khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc khu vực phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng Thạch Tấn Hải đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang di lý về An Giang và bàn giao cho công an thành phố Châu Đốc để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt đối tượng cướp tài sản sau 9 năm trốn truy nã.